Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và quyết định nghỉ hưu đối với sĩ quan vừa được đảng ủy, ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo tổ chức. Thưa ủy quyền của quân khu 7 và huyện ủy Côn Đảo, ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đã trao quyết định bổ nhiệm chính trị viên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh 792 và chỉ định đảng ủy viên, đảng ủy quân sự huyện Côn Đảo đối với ba cán bộ. Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu đối với một cán bộ chúc mừng và ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện học tập trưởng thành của các cán bộ được bổ nhiệm trong dịp này đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện côn đảo đề nghị các cán bộ trên cương vị mới phát huy tốt tinh thần trách nhiệm góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh đối với sĩ quan nghỉ hưu phát huy truyền thống của quân đội và phẩm chất bộ đội cụ hồ tích cực tham gia các hoạt động địa phương phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc